Đấy là chú nghe là làm implant này chú sợ dữ lắm. Một là thấy người ta mổ, thấy xương này kia nọ, thấy muốn run rồi. Đó, mà sau khi con nó kêu cho chú qua làm, chú thấy cũng là không thấy đau. Chỉ là thấy có 2-3 ngày cái gì mà chưa gì là có hàm răng để mình ăn rồi, để mình nhai liền rồi. Là thấy chú thấy vậy chú thích, chú mới nói với bà xã nên làm tại mình già rồi. Ban đầu chú tính là mình lớn tuổi rồi đi làm gì đi. Rồi bây giờ là thấy sau khi mà làm xong rồi thấy ăn ngon rồi đó rồi. Nên vậy đó chú mới kêu cho bà xã chú cũng hàm răng cũng tháo da tháo vô. Đó là ăn cũng không ngon. Mấy chú kêu cho qua làm luôn để cho hai người ăn ngon đi đâu dễ ăn với nhau.